Hồi nãy giờ là thấy có mấy cái con cá. Ồ, có một con cá lớn nè. Ồ, cá đó cá gì đó? Cá nâu, cá nâu. Cá nâu. Một con cá lớn dưới này cũng bắt đầu thấy bắt đầu có cá rồi đó. Ra sâu sâu ngoài này là có cá dính trong này rồi đó nha. Nãy giờ là đi vòng vòng một cái vòng thôi là chúng ta đã thấy có một số cá liệt ở trong này rồi. Canh cải ngót ha. Canh cải ngót hoặc là kho tiêu. Rồi được con cá nâu chiên lên nữa là đủ cái bữa cơm rồi. Dư nữa. Má Hòa cùng với anh Hùng đi thả lưới. Thả cái lưới này. Cái lưới này là lưới bắt cá và tôm luôn hả anh Hùng? Cá thôi. Cá thôi. À. Tôm thì nó lâu lâu nó cũng có dính. Ít rồi. Mùa này là mùa cá gì hay là cá quanh năm suốt tháng nó giống nhau hết? Cá quanh năm suốt tháng nó giống nhau. Giống nhau hết. Có khi là cá... Chủ yếu là cá liệt. Cá phi, cá đối. Cá đối. Anh Hùng bắt đầu vô nghề này là từ lúc nào? Em, gia đình em thì làm từ xưa rồi, từ nhỏ, lúc em nhỏ xíu rồi. Nhưng mà em thì em mới làm đây. Mới làm là khoảng bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Hồi nãy có một cháu trai mà khoảng chừng 2 tuổi, 3 tuổi gì vậy đó. Dạ. Đó là con của anh hả? Con của thằng em á. Con của em á. À, con em lớn rồi, con em nó là, nay nó cũng 8 tuổi rồi. À. Mà tuổi đó mà cũng biết là đứng la ôi ói lên á là anh nghĩ là cũng theo nghề này sau này hay sao? Không, nó đi học vậy chứ nó không cho theo. Không, cái nghề này nó cũng khổ cực lắm. À, nên cực. Là cho nó leo thành nó theo người nó học, nó muốn làm gì làm chứ. Lớn nên cái này có thể là gọi là thức khuya dậy sớm phải không? Dạ. Quanh năm suốt tháng có ngày nào tháng nào nghỉ không? Có chứ. À, mình làm theo con nước. À. Mình làm theo con nước, cái con nước nó cầm, nó chết nước đó, thì mình nghỉ. Nghỉ. Còn khi nào mà nước nó thủy triều nó lên xuống đều đặn đó, như nước 15, 16 đâu á, thì mình mới làm. Bây giờ là cái nước như thế nào? Cái nước bây giờ bữa nay bây giờ là nó đang cạn xuống một chút, trưa tầm 10, 11, 12 giờ bắt đầu nó lớn lên. Nó lớn lên bắt đầu mình mới cho nước vô ao. Khi mà nó lớn lên là cái nước nó lớn qua cái cầu không? Lên tới cái cầu không? Gần tới cầu. Gần tới cái cầu. À, gần tới cầu. Mà lúc nào nó cũng xanh xanh đục đục như vậy hả? Dạ, xanh xanh vậy nè. Đây là nước lợ thưa quý vị, quý hương. Ở ngoài kia là cái cửa để đi ra ngoài biển hả? Bao xa từ đây nếu mà đi ra ngoài cửa biển? Nếu mà mình đi ghe khoảng tiếng hồ á. Một tiếng hồ. Còn đi xe thì gần hơn. Cái này nó giống y như là cái Dickinson Bayou ở Galveston. À, thì cũng có như vậy nè, nhưng mà không có tỉ mỉ mà làm đò ghe đi xuống để bắt như thế này. Quá thú vị thưa quý vị. Cái cảnh sống mà cực thì có đó, nhưng mà con người nhìn thấy rất là khỏe. Khỏe lắm. Những người sống ở miền sông nước như thế này, cái đò đồi nước trên này, ta muốn trồng cây gì ta trồng hả? Dạ đúng rồi, của mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà anh đâu có hứng thú là trồng cái cây gì đâu hả? Có chứ, cũng trồng là trồng cho vui thôi. Tức là trồng cây này cây kia để mình ăn cho vui thôi. Cái rau cải đồ này kia thôi. Thí dụ như là trồng cây trái gì? Không, đây trồng cây trái không được đâu. Rau cải thôi. Thì nước mặn. Nước mặn. Nước mặn nên không có trồng được. Chỉ trồng rau cải rồi mình ăn uống mướp bầu nồi kia thôi. Hùng bắt đầu thả cái lưới xuống là thưa quý vị. Lưới chó nó quằn rối trơn. Làm cái chốt ở đằng kia ha. Rồi bắt đầu đi ra thả cái lưới xuống. Đúng rồi, thả cho nó đừng có dướng nè. À, cái chân bắt đầu bơi. Bắt trước mình đạp theo ảnh nè. Trước đạp. Đạp cái này đạp kia. À, bắt trước đạp. Tay rất là đều. Cái chân cũng thả đều xuống.
lưới bao quay vòng tròn. Cái lưới này là mình tự đan hay là mình phải mua nè? À, mình mua. Mua. Đan cũng được nhưng mà nó hơi cực, người ta làm sẵn mình mua nó cũng rẻ. Cái tổng chiều dài của cái cuộn lưới mà anh đang thả xuống là dài bao nhiêu? Tầm 200 mét. 200 mét. Trước khi mà về phụ giúp gia đình trong cái nghề này, anh Hùng làm nghề gì? À, em làm kinh doanh trên bờ á, làm cho gia đình bán vỏ xe trên thành phố á. Ở trên vỏ xe ô tô á. Thành phố Vũng Tàu hay trên Sài Gòn? À, thành phố Sài Gòn á. À vậy hả? À. Rồi về đây nói nối nghiệp trong gia đình được 3 năm rồi. Dạ. Còn em của anh thì làm lâu chưa? Em làm lâu rồi, nó làm cả chục năm rồi đó. Cả chục năm nữa. À. Tại sao anh không, trước đây anh không có đam mê cái nghề này hay sao, hay là không đam mê? Không thích. À. Tại hồi đó phái mua bán hả? Phải kinh doanh buôn bán hơn, thành ra là không có chú ý tới cái nghề ngư nghiệp này. Dạ. À. Bây giờ về đây phụ giúp với người em. Sau khi mà thả lưới đó, cũng lấy cái cày nè đập, trước khi mà kéo lưới đó cũng đập nữa để mà lùa cá tôm vô trong cái lưới của mình trước khi kéo lên. Cái lưới hồi nãy đó là cái lưới này đã thả xuống khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay rồi, suốt ngày cứ linh đinh ở ngoài bờ hồ như thế này. Đây là nước lợ, mà cái nước lợ này đó là nó chạy ra ngoài sông, ngoài cửa biển đó. Hồi nãy Nùng nói đi bằng ghe là một tiếng hồ đi ra tới cửa biển Vũng Tàu. Cái kỹ thuật kéo lưới á, kéo rồi gấp vào cho nó gọn, để khi mà thả lưới đó thì cái lưới nó cũng đều đi ra. Cho nên là mình không dám xin để mình tự kéo coi nó như thế nào. Kéo lạng quạng nó rối cái lưới này. Có một cái kỹ thuật rất là điều nghệ ở đây. Hồi nãy giờ là thấy có mấy cái con cá. Ồ, có một con cá lớn nè. Ồ, cá đó cá gì đó? Cá nâu. Một con cá lớn dưới này cũng bắt đầu thấy bắt đầu có cá rồi đó. Ra sâu sâu ngoài này là có cá dính trong này đó nha. Cá nâu để thường người ta làm cái món gì ăn? Cá nâu quá ha. À. Nướng cũng được, nấu canh chua rồi cũng được. Một con cá nâu bằng tay vậy nè. Không? Cá liệt thì nhiều ha. Dạ, cá liệt. Nãy giờ là đi vòng vòng một cái vòng thôi là chúng ta đã thấy có một số cá liệt ở trong này rồi. Canh cải ngót ha. Canh cải ngót hoặc là kho tiêu. Rồi được con cá nâu chiên lên nữa là đủ cái bữa cơm rồi. Dư nữa. Trung bình đó là mình một ngày là mình lưới như vậy được bao nhiêu ký cá liệt? Không, cái này là mấy bữa mình mới đánh một lần. Không, mình không có phải ngày nào mình cũng quýnh. Ồ vậy hả? Yeah. Giờ mấy cái ngày mà mình không lưới cá thì mình làm cái gì? Mình xả nước á, mình xả nước mình lắc tôm á. Với lại là lúc nào cũng ở dưới này hết, mà cái công chuyện nó khác nhau thôi. Dạ. Với lại mình đánh lưới ghẹ cua dưới khoan này nó có lưới ghẹ nè. Cái dưới đó là ghẹ đó. Lưới đánh cua. Mình thích ghẹ bông. Bữa nay đi không đúng ngày cho nên anh Hùng không có lưới ghẹ bông bữa nay. Cái đó là cua xanh. Cua xanh và ghẹ bông đúng không? Dạ. Kéo vô gấp vô rồi lát mình phải xả cái lưới ra để lấy mấy cá ra đúng không? Có, mình treo nó lên rồi mình gỡ. Treo lên rồi gỡ ra. Gỡ từ từ. Ủa, con cá gì mà nó kêu cục kêu? Mấy con cá liệt nó kêu. Nó kêu vậy đó hả? Nó còn lớn nữa hay không, hay là nó cỡ nó thôi? À, lớn hơn nữa chút xíu nữa. Tầm cái này lớn hơn xíu. Giống này nó không có bự. Nó không bự. Mà cái này của thiên nhiên hay là mình thả nữa? Thả nuôi nữa? Cái này của thiên nhiên á. À. Mình không có nuôi gì hết á. Không có thả giống gì, tự động thiên nhiên nó sẵn sàng.
có cái mùa nào nó nhiều hơn mùa nào không, phải là nó cứ chung chung vậy? Chung chung vậy, quanh năm suốt tháng. Cái trọn vẹn hơn 3 năm trong nghề mà mình thấy anh Hùng, mình không, nếu mà không nói là 3 năm mình nghĩ là anh là đã làm trong nghề này lâu lắm rồi á. Nhưng mà trước đây á, thì anh không có đam mê cái nghề này. Anh mê kinh doanh trên thành phố, buôn bán vỏ xe. Rồi lý do gì bây giờ anh lại về để mà anh làm cái nghề này? Tại vì bây giờ về đây có gia đình ở đây rồi, vợ con ở đây nè, về sống gần gia đình vợ con luôn. Con cái nó ăn học đồ á. Đúng rồi. Không có thời gian đi ở xa được. Con cái càng ngày càng lớn rồi không? Nên mình phải cần ở gần nó.